VN Youtuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, trong bản tin số 117, tôi đã trình bày lại diễn biến của sự kiện 14 tháng 3 năm 88. Trong bản tin số 118 hôm nay, tôi xin tiếp tục câu chuyện ở góc độ bàn luận về việc vì sao Việt Nam đã không đưa tàu chiến ra để giành lại Gạc Ma sau khi bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng. Trước hết cần phải nói cho rõ rằng quần đảo Trường Sa là một vùng quần đảo gồm các đảo nổi và các bãi đá, rạn san hô, nằm rải rác trên một khu vực ước tính rộng đến 160.000 cây số vuông. Quần đảo này có độ dài từ Tây sang Đông là 800 cây số, từ Bắc xuống Nam là 600 cây số. Các tài liệu khác nhau thống kê số lượng đảo và rạn đá ngầm ở Trường Sa khác nhau, nhưng đều nói con số hơn 100. Nhìn trên bản đồ thì quần đảo Trường Sa nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Cụ thể, nó cách Cam Ranh 250 hải lý, cách Phan Thiết Bình Thuận 270 hải lý. Từ thế kỷ 17, phong kiến Việt Nam đã lập các đội làm nhiệm vụ ra Hoàng Sa và Trường Sa thu nhặt sản vật trong các mùa biển lặng hàng năm. Đến khi Pháp thống trị Việt Nam, Pháp thay mặt Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo này. Nhưng vào năm 1939, người Nhật đổ bộ lên chiếm Trường Sa sau khi chiếm hầu hết các tỉnh ven biển Trung Quốc và đảo Hải Nam. Nhật xây dựng căn cứ tàu ngầm và một đường băng trên đảo Ba Bình. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Nhật rút khỏi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đặt các đảo này vào tình trạng không có người ở một lần nữa. Năm 1946, Pháp gửi đoàn thám sát tại Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nhắc lại yêu sách chủ quyền đối với hai quần đảo này, nhưng không lưu lại quân đồn trú. Cũng trong thời gian này, chính quyền Tưởng Giới Thạch cũng gửi các đoàn khảo sát đến hai quần đảo. Sang năm 1947, chính quyền Tưởng Giới Thạch tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo, và năm 1948, chính quyền Tưởng ban hành bản đồ đường lưỡi bò. Từ đó cho đến năm 1986, các bên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan, mỗi bên kiểm soát một số điểm đảo trong quần đảo Trường Sa, nhưng trong vùng quần đảo này vẫn còn rất nhiều nơi chưa có bên nào đồn trú. Năm 1971, Philippines ra tuyên bố chính thức yêu sách 53 đảo. Theo đó, họ coi những đảo này là vô chủ và họ có thể tự do chiếm hữu theo các hình thức thụ đắc lãnh thổ phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế là chiếm đóng và quản lý hiệu quả. Đáng chú ý là nhiều nước trong cộng đồng quốc tế trước kia cũng như hiện nay cũng nhìn nhận Trường Sa là nơi không thuộc chủ quyền của bên nào và chỉ là nơi đang có tranh chấp. Dựa trên quan điểm đó và dựa trên thực tế là trong số hơn 100 thực thể địa lý ở Trường Sa thì đến thập niên 1980 mới chỉ có vài đảo nổi và một số bãi đá ngầm là có người ở. Các bên bắt đầu thực hiện chiến dịch đổ bộ lên chiếm đóng các rạn san hô và bãi đá ngầm. Năm 1983, Malaysia chiếm bãi Hoa Lau. Đến tháng 12 năm 1987, Malaysia lại chiếm thêm hai đảo chìm là Kỳ Vân và Kiều Ngựa. Sau hành động của Malaysia và phát hiện Trung Quốc cũng đang cử nhiều tàu thuyền xuống Trường Sa hoạt động, âm mưu đổ bộ lên chiếm đóng các đảo và bãi ngầm chưa có người, Việt Nam liền tức tốc cho thực hiện chiến dịch chủ quyền 88 để đưa người và phương tiện ra đóng giữ trên các đảo chìm và bãi chưa có người ở. Bởi vì tính đến tháng 10 năm 87, ở Trường Sa, Việt Nam cũng mới chỉ có quân đồn trú trên 9 đảo nổi và một bãi đá ngầm. Từ cuối năm 1987 đến ngày 14 tháng 3 năm 88, Việt Nam phải chạy đua nước rút với Trung Quốc để đóng giữ các đảo chìm và bãi đá ngầm. Cuộc đối đầu ở Gạc Ma chính là giọt nước tràn ly trong cuộc đua này. Các bạn thân mến, sở dĩ chúng tôi phải trình bày rất dài dòng như trên là để cuối cùng nói một điều tế nhị như thế này. Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ Trường Sa, nhưng trong con mắt cộng đồng quốc tế thì Trường Sa là đất vô chủ. Vì thế với cộng đồng quốc tế, nếu ai đã đóng được ở đâu thì coi như là thụ đắc lãnh thổ hợp pháp ở đó. Chính vì lý do này cho nên Trung Quốc đã cho tàu ngăn chặn rất quyết liệt các tàu vận tải của ta đổ người và phương tiện lên xây dựng nhà tạm trên các bãi đá ngầm. Nhưng khi ta đã xây dựng được công trình trên đó rồi thì Trung Quốc chỉ cho tàu chạy quanh uy hiếp mà không dám bắn phá công trình của ta để công khai chiếm bằng vũ lực. Bởi vì làm như vậy tức là hành vi xâm lược rõ ràng. Ngược lại, sau ngày 14 tháng 3 năm 88, Trung Quốc cũng lập tức xây dựng công trình phòng thủ và giăng điện xung quanh để trông giữ, khiến bộ đội ta không thể bí mật tiếp cận giành lại Gạc Ma. Khi đã không thể bí mật giành lại Gạc Ma, thì Việt Nam cũng không thể dùng tàu chiến để công khai nã pháo vào chiếm lại. Đó là lời lý giải thứ nhất thuộc về yếu tố dư luận quốc tế. Yếu tố thứ hai khiến Việt Nam không thể đưa tàu chiến hay máy bay ra giành lại đảo là những khó khăn nội tại. Trên cơ sở hoàn cảnh của Việt Nam năm 1987-1988, tôi cho rằng có ít nhất hai rào cản mà Việt Nam không thể vượt qua được. Thứ nhất là về tương quan lực lượng quá chênh lệch. Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam 1955-2005 ghi nhận rằng, khi tiến hành chiến dịch chiếm đóng trái phép các đảo của Việt Nam ở Trường Sa, Hải quân Trung Quốc đã bố trí lực lượng tàu của họ thành 3 cụm gồm: cụm phía sau lấy Hoàng Sa làm căn cứ thường xuyên, gồm có tàu pháo, tàu hộ vệ tên lửa, tàu khu trục tên lửa, tàu tuần dương, tàu ngầm và tàu hộ tống, nhằm ngăn cản, uy hiếp lực lượng tàu hải quân ta hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ, gây khó khăn cho ta trong việc triển khai hoạt động bảo vệ vùng biển phía Nam. Ở phía trước, có một cụm ngăn chặn lực lượng hải quân ta ở phía đông bán đảo Cam Ranh và đông Cù Lao Thu. Cụm thứ ba ở đá Chữ Thập, âm mưu khống chế lực lượng ta ở Trường Sa và nếu có thời cơ sẽ phát triển lực lượng xuống phía Nam Biển Đông. Tài liệu không nói rõ số lượng tàu thuyền của Trung Quốc ở ba cụm ra sao, nhưng chỉ tính riêng số lượng ở cụm thứ ba đóng tại đá Chữ Thập đã rất hùng hậu. Cụ thể là ngày 22 tháng 1 năm 88, Trung Quốc đưa 4 tàu gồm tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần dương, tàu dầu và tàu đổ bộ cùng một số tàu khác đến chiếm đóng đá Chữ Thập. Rồi sau đó tăng cường thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu khu trục tên lửa, 4 tàu bảo đảm neo đậu xung quanh, khống chế không cho tàu thuyền các nước qua lại để bảo vệ đá Chữ Thập. Ước tính, tổng số tàu của Hải quân Trung Quốc ở khu vực Trường Sa thời kỳ đó thường xuyên có từ 12 đến 15 tàu. Từ đó ước tính tổng số lượng tàu của Trung Quốc ở cả ba cụm phải từ 30 đến 40 tàu. Các tàu của Trung Quốc có cả tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu đổ bộ. Trong khi đó, toàn bộ Hải quân Việt Nam vào năm 1988, con tàu lớn nhất cũng chỉ có trọng tải hơn 3.000 tấn, mà lại là tàu vận tải đổ bộ, vốn là chiến lợi phẩm. Hỏa lực mạnh nhất thì có một số tàu săn ngầm lớp Petia, trọng tải hơn 1.000 tấn. Số còn lại là những tàu tuần tiễu, tàu phóng lôi, tàu tên lửa cỡ nhỏ, trọng tải chỉ có 200 đến 300 tấn. So cả về lượng lẫn về chất, đội tàu mặt nước của Việt Nam đều bất lợi trước Trung Quốc. Như vậy, nếu đưa tàu chiến ra để giành giật lại Gạc Ma và các nơi đã bị Trung Quốc chiếm đóng trước đó như Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, thì chưa chắc thành công mà ngược lại còn tạo cớ cho Trung Quốc nổ súng đánh chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa và cả vùng thềm lục địa có các mỏ dầu khí ở bên dưới Trường Sa. Bởi lẽ với việc triển khai lực lượng thành ba cụm như nói ở trên, Trung Quốc đã bày trận sẵn, chỉ chờ Việt Nam nổ súng là Trung Quốc lập tức đưa cụm số 2 phong tỏa các căn cứ hải quân của ta ở miền Trung nhằm cắt đường chi viện từ bờ ra Trường Sa. Cụm 1 lập tức phong tỏa cửa Vịnh Bắc Bộ để ngăn chặn sự chi viện của vùng 1 hải quân cho các vùng biển phía Nam. Còn lại cụm 3 của Trung Quốc sẽ vừa đánh chiếm các đảo ta đang đóng giữ ở Trường Sa và tiếp tục phát triển xuống vùng thềm lục địa ở phía Nam Biển Đông để chiếm nguồn dầu khí. Đến đây, có thể có người sẽ hỏi rằng dù ta yếu hơn về tàu mặt nước, nhưng không quân ta lúc đó đã có máy bay Su-22 vươn được ra Trường Sa, còn Trung Quốc thì không có loại máy bay chiến đấu nào đủ tầm vươn tới khu vực này, sao ta không tận dụng ưu thế này? Quả thật thời điểm đó Việt Nam có ưu thế hơn Trung Quốc về không quân. Tuy nhiên khi quyết định sử dụng đến không quân hỗ trợ hải quân, giành lại đảo, là ta đã chấp nhận bước vào một cuộc chiến tranh cục bộ. Lúc đó, sự tính toán sẽ phải dựa trên cơ sở tiềm lực của đất nước, có đủ sức để nuôi một cuộc chiến tranh nữa hay không? Và do đó, nó liên quan đến lý do thứ hai. Lý do đó là, trong thời điểm 1988, Việt Nam đang gặp những khó khăn chồng chất. Kinh tế thời kỳ 1986 đến 1988 là những năm lạm phát kinh khủng. Năm 1986, tỷ lệ lạm phát 775%, và trong 2 năm 87-88, tỷ lệ lạm phát vẫn ở 3 con số. Cũng trong thời gian này, về quân sự, cả nước Việt Nam phải ăn độn nhưng vẫn phải duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ, gồm cả quân tình nguyện ở Campuchia và các lực lượng đang phòng thủ biên giới phía Bắc. Thêm một điều đen đủi là đúng trong lúc khó khăn chồng chất như vậy thì chỗ dựa chính của Việt Nam là Liên Xô lại cũng đang ở giai đoạn mất ổn định sắp sụp đổ. Tiềm lực đất nước rất yếu như vậy nhưng các mối đe dọa lại không phải chỉ có ở Trường Sa mà có thể nói là trên khắp mọi vùng biển của Việt Nam đều có những mối uy hiếp đến an ninh và lợi ích. Cụ thể ở Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc gây căng thẳng bằng các hoạt động triển khai không quân, hải quân và các giàn khoan dầu. Ở Trường Sa, Trung Quốc đang thực hiện lấn chiếm đảo. Ở vùng thềm lục địa phía Đông Nam, nơi có nguồn dầu khí dồi dào, Trung Quốc cũng rình rập nếu ta sơ hở, sẽ đưa lực lượng của họ xuống chiếm đóng. Ở vùng biển phía Tây Nam, thời gian đó Hải quân Mỹ tăng cường hoạt động, thường xuyên qua lại Vịnh Thái Lan, khiến ta phải đề phòng họ có thể hỗ trợ cho Hải quân Thái Lan mở rộng hoạt động gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền vùng biển và hải đảo của ta ở vùng biển phía Nam. Đặt trong bối cảnh tương quan lực lượng đã yếu hơn hẳn Trung Quốc về lực lượng tàu mặt nước, mà lại phải căng mỏng ra khắp nơi để phòng giữ, chứ không thể rảnh tay chỉ đối phó với Trường Sa như vậy. Tôi cho rằng việc Việt Nam không lựa chọn đối đầu quân sự để giành lại Gạc Ma và các đảo khác là một hành động đã có tính toán thiệt hơn vì đại cục. Còn về phía Trung Quốc, tuy có lực lượng tàu mặt nước hơn hẳn Việt Nam, nhưng họ cũng không dám liều lĩnh dùng vũ lực đánh lên các bãi đá mà ta đã bí mật đóng giữ thành công, vì một là làm như thế là sợ lộ rõ bộ mặt xâm lược, và hai là họ chưa có cách gì chống lại được các máy bay Su-22 của Việt Nam lúc đó. Chính vì vậy sau trận Gạc Ma, Trung Quốc bị chặn đứng và họ cũng phải chấp nhận dừng bước ở những bãi cạn chiếm đóng được mà không dám tiến xa hơn. Các bạn thân mến, có thể nói rằng thời điểm 1988, cả hai bên đều nhận thức rõ những khó khăn hạn chế của mình. Việt Nam biết rõ lực lượng mặt nước của mình nhỏ, năng lực hạn chế hơn Trung Quốc rất nhiều. Còn Trung Quốc biết rõ, nếu đẩy xung đột lên thành chiến tranh, thì Việt Nam sẽ làm chủ bầu trời chiến trường, vì lúc đó các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đều chưa vươn được tới Trường Sa. Theo tôi, chính sự hạn chế của cả hai bên đã quyết định cục diện Trường Sa sau sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 88. Đó là Trung Quốc phải dừng bước ở những bãi đá ngầm đã chiếm được mà không đi xa hơn được nữa, còn Việt Nam cũng không có khả năng dùng vũ lực để giành lại các nơi đã bị Trung Quốc chiếm. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.